Theo thống kê, tỷ lệ người khuyết tật và người bệnh cần phục hồi chức năng hiện nay ở nước ta ngày càng cao, nhưng tỷ lệ tiếp cận được với các cơ sở phục hồi chức năng lại rất thấp. Phát triển cả dịch vụ phục hồi chức năng tại bệnh viện lẫn ở cộng đồng để người bệnh được tiếp cận là yêu cầu đặt ra hiện nay. Đây là buổi khám bệnh và phục hồi chức năng ngay tại một khu dân cư ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, được Bệnh viện 199 Bộ Công an phối hợp tổ chức. Tại đây, người cao tuổi ở khu dân cư đã được khám sàng lọc các bệnh lý về cơ xương khớp, cũng như tim mạch, huyết áp và được hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay tại chỗ. Khu dân cư Móc AB thì cũng có nhiều cậu người cao tuổi thì mắc bệnh về cơ xương khớp, cho nên hội chữ đỏ phường và hội người cao tuổi chọn khu dân cư Móc AB để tổ chức các khóm chữa bệnh cho 200 cụ. Thì cũng qua đó thì đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được ngành y tế xác định là chiến lược để giải quyết ngay tại cộng đồng cho người dân có nhu cầu, đặc biệt là đối tượng người khuyết tật với chi phí thấp nhưng đem lại nhiều cơ hội phục hồi, hòa nhập. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã triển khai hoạt động này tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Đà Nẵng và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Qua chương trình này, chúng tôi muốn là sẽ đào tạo huấn luyện lại cho cán bộ y tế cơ sở cũng như là cộng tác viên và người nhà để có thể là những người mà sống ngay tại cộng đồng có thể hỗ trợ thường xuyên liên tục. Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có 11,4 triệu người cao tuổi, gần 7 triệu người khuyết tật và hơn 4 triệu nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học dioxin. Đây là những đối tượng cần được phục hồi chức năng để nâng cao sức khỏe và hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế, mạng lưới ngành phục hồi chức năng hiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đây là một cái nhu cầu rất là lớn để mà phát triển cái hệ thống này. Tuy nhiên, như chúng tôi nói thì cũng cần phải khắc phục rất là lớn từ công tác đào tạo đến công tác cập nhật các kiến thức chuyên môn. Cả nước hiện có 65 bệnh viện phục hồi chức năng, nhưng hiện nay cơ sở mới chỉ đáp ứng được từ 15 cho đến 20% nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh. 80% còn lại phải dựa vào cộng đồng. Nhưng hiện nay hoạt động này chưa được quan tâm và phát triển để đáp ứng nhu cầu.